Xin chào quý anh chị đã tới với kênh Thuần Hyundai Hồ Chí Minh. Thì em Thuần đang công tác tại thành phố Thủ Đức như quý anh chị. Thì hiện tại em Thuần sẽ cập nhật cho quý anh chị về chương trình ưu đãi cực kỳ hot và cực kỳ sâu của dòng xe Hyundai Tucson, chương trình trong đầu tháng 4 này nha quý anh chị. Thì chương trình trong đầu tháng 4 này Hyundai Tucson đã quay đầu giảm giá với mức giá niêm yết mới rất là hot nha quý anh chị. Thì hiện tại dòng Hyundai Tucson chúng ta đang thay đổi giá niêm yết từ viên phiên bản tiêu chuẩn giá từ 799 xuống còn 769 thôi, và phiên bản dầu chỉ còn 959 thì còn là 909. Tức là mức giá này nó chỉ rẻ ngang bằng các dòng CX5 thôi nha quý anh chị. Thì chưa bao giờ mà Hyundai Tucson đang có mức giá ưu đãi rẻ như tại thời điểm bây giờ. Thì nếu mà so sánh chúng ta, nếu so sánh phiên bản đặc biệt và phiên bản 2.0 Premium của CX5 thì hiện tại hai mức giá của hai chiếc xe này hiện tại đang ngang nhau. Và đặc biệt giá lăn bánh của dòng xe Tucson phiên bản đặc biệt đang có mức giá lăn bánh tốt nha quý anh chị. Có thể nói là thấp hơn phiên bản CX5 Premium nha quý anh chị. Thì hiện tại bên em các dòng Tucson cũng đang có xe rất là ít nha quý anh chị. Chỉ có về lác đác tại showroom một số chiếc của một số phiên bản thôi, chứ không còn về đại trà giống như thời gian trước nữa. Thì em nghĩ cái mức giá ưu đãi này chỉ áp dụng cho quý khách hàng chúng ta mua từ tháng 4 để ưu đãi chúng ta mua để kịp lễ nha quý anh chị. Thì với mức giá niêm yết mới và được khuyến mãi mới thì Hyundai Tucson phiên bản máy xăng tiêu chuẩn giá lăn bánh ở tỉnh chỉ còn 835 triệu nha quý anh chị. Em nhắc lại, lăn bánh ở tỉnh là 835 triệu đối với phiên bản tiêu chuẩn, còn phiên bản lăn ở tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 854 triệu. Đó, giá trên thì đã bao gồm tất cả các chi phí để chúng ta lăn bánh nha, nhưng chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và phí dịch vụ đăng ký xe. Quý anh chị chúng ta mua xe trả góp thì chúng ta phải sử dụng thêm phí dịch vụ đăng ký xe cũng như là bảo hiểm thân vỏ xe. Còn quý anh chị mà mua tiền mặt có nhu cầu mà sử dụng dịch vụ đăng ký xe của bên em thì mức phí nó chỉ dao động từ 4 đến 5 triệu mà quý anh chị không cần phải sử dụng hay là cần phải đóng như thế nào, bên em sẽ lo hết tất cả thủ tục. Còn đối với quý khách hàng mà chúng ta mua xe trả góp á, vay 85% khách hàng ở tỉnh thì chúng ta sẽ trả trước là 213 triệu. Khách hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta trả trước là 232 triệu. Với lãi suất trung bình năm đầu hiện tại bây giờ là 7.5% trong năm đầu thì năm đầu chúng ta trả rơi vào khoảng là 10.5 triệu nha quý anh chị. Thì đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ tới phiên bản 2.0 máy xăng đặc biệt. Đó là phiên bản ở giữa nhưng mà rất là nhiều đầy đủ option nha quý anh chị. Với giá lăn bánh ở tỉnh là 912 triệu. Giá lăn bánh ở tỉnh là 912 triệu, em xin nhắc lại quý anh chị ha. Rồi giá lăn bánh ở tại thành phố Hồ Chí Minh là 931 triệu. Thì giá trên thì em cũng đã nói như phiên bản tiêu chuẩn, nó đã đầy đủ hết tất cả các chi phí rồi, nhưng chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký xe và bảo hiểm thân vỏ xe. Quý anh chị có nhu cầu biết thêm về các tính năng hay là về lăn bánh chi tiết của từng dòng xe thì quý anh chị cứ liên hệ theo hotline của em ở phía dưới ha. Thì nếu quý anh chị mà chúng ta mua xe trả góp khách hàng ở tỉnh thì chúng ta trả trước là 226 triệu, khách hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta trả trước là 245 triệu. Nếu chúng ta vay trong 8 năm với lãi suất hiện tại trung bình của các ngân hàng hiện tại bây giờ trong năm đầu là 7.5% thì chúng ta sẽ trả là 11.5 triệu nha quý anh chị. Quý anh chị có thể nhu cầu chúng ta trả trước cao hơn để số tiền chúng ta trả hàng tháng thấp hơn. Đó, thì giữa phiên bản đặc biệt và phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta nó sẽ khác nhau về cái mâm và đèn, là đèn LED là phiên bản đặc biệt, mâm là mâm 18 inch. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có ghế chỉnh điện cả hai hàng ghế, có cốp điện, rồi có hộ gói hỗ trợ an toàn Hyundai Smart Sense, rồi có làm mát ghế, sấy ghế cam 360. Đó, rất là nhiều tính năng. Là giữa chênh lệch giữa phiên bản này hiện tại bây giờ nó chỉ tầm khoảng là 80 triệu thôi, nhưng mà phiên bản 2.0 máy xăng đặc biệt thì nó rất là nhiều công nghệ nha quý anh chị. Đó, như là cảm biến trước này, rồi tính năng hỗ trợ giữ làn này, tính năng bám theo đuôi xe phía trước này, tính năng hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước phía sau, rồi cảnh báo điểm mù, ghế phụ chỉnh điện, làm mát ghế, sấy ghế cam 360, màn hình đa thông tin. Đó là những cái tính năng an toàn cực kỳ cao cấp của dòng xe này trên phiên bản máy 2.0 đặc biệt nha quý chị. Giữa 2.0 đặc biệt và các phiên bản như máy dầu thì cơ bản nó chỉ khác nhau về động cơ và cái cần số nút bấm thôi nha quý chị. Thì phiên bản máy dầu là phiên bản mà chúng ta sẽ có cái mức ưu đãi tốt nhất. Hiện tại thì giá lăn bánh ở tỉnh nó chỉ có là 984 triệu thôi nha quý chị. Giá lăn bánh ở tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.003 triệu. Thì là một trong những chiếc xe hiếm hoi trong phân khúc SUV cỡ C mà chúng ta có máy dầu nha. Với mức tiêu thụ nhiên liệu nó chỉ rơi vào khoảng là 7 lít trên 100 km thôi, cực kỳ tiết kiệm nha quý chị.
Và đặc biệt thì nó vận hành cực kỳ mạnh mẽ với mô men xoắn lên tới là 400 Nm và hộp số tự động là 8 cấp nha, giúp chúng ta sang số cực kỳ mượt mà. Nếu mà chúng ta khách hàng mà vay 85% thì khách hàng ở tỉnh thì chúng ta chỉ cần trả trước là 245 triệu. Khách hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ trả trước là 264 triệu. Nếu chúng ta vay trong 8 năm thì tháng đầu thì chúng ta sẽ trả là 12,5 triệu nha quý anh chị. Nếu mà quý khách hàng mà chúng ta có thể chứng minh được thu nhập thì chúng ta sẽ có làm được các ngân hàng có lãi suất cố định 3 năm như ngân hàng Shinhan hiện tại là 7.2%, cố định cho quý anh chị là 3 năm luôn nha quý anh chị. Và trong 6 tháng đầu nha chỉ có là 6.8% thôi. Lãi cực kỳ thấp nha quý anh chị, là em thấy là thấp nhất từ trước tới giờ luôn. Thì tiếp theo thì chúng ta sẽ tới với phiên bản chạy nhất của dòng xe Hyundai Tucson, đó là phiên bản Tucson 1.6 Turbo. Giá lăn bánh ở tỉnh thì nó rơi vào khoảng là loanh quanh 1 tỷ nha quý anh chị. Giá lăn bánh ở tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.020 tỷ. Thì mức giá lăn bánh này đối với các xe mà sản xuất 2024 luôn nha quý anh chị. Thì chưa bao giờ mà dòng xe Hyundai Tucson đang có mức giá lăn bánh cực kỳ tốt như tại thời điểm bây giờ nha quý anh chị. Nếu mà so với các dòng xe này, mức giá lăn bánh này ở các tại thời điểm trước 2022 thì đối với dòng xe Hyundai Tucson thì chúng ta phải lăn bánh lên tới là gần 1 tỷ 3 nha quý anh chị. Hiện tại bây giờ thì nó rẻ hơn gần 300 triệu rồi so với các thời điểm của giữa năm 2022. Thì nếu quý anh chị mà chúng ta vay trả mua trả góp ấy, thì chúng ta sẽ trả trước là 245 triệu đối với khách hàng ở tỉnh. Còn khách hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ trả trước là 264 triệu. Nếu mà chúng ta vay trong 8 năm thì tháng đầu chúng ta sẽ trả rơi vào khoảng 12,6 triệu nha quý anh chị. Nếu mà chúng ta trả trước thấp hơn thì trả trước cao hơn thì số tiền chúng ta trả hàng tháng nó sẽ thấp hơn nha quý anh chị. Đó là về phiên bản Tucson phiên bản 1.6 Turbo. Giữa phiên bản máy dầu và phiên bản Turbo thì cơ bản ca phiên bản này mức giá lăn bánh thì bản máy dầu nó sẽ rẻ hơn nha quý anh chị. Nhưng phiên bản Turbo thì chúng ta sẽ có thêm đó là hệ thống dẫn động hai cầu toàn thời gian hát sắc, rồi ghế da màu nâu đỏ, và chúng ta sẽ có thêm đó là cửa sổ trời toàn cảnh panorama, mâm là mâm 19 inch và chúng ta có Pagamui. Đó, và ngoài ra thì trên phiên bản Turbo thì chúng ta sẽ có thêm đó là về nhớ ghế hai vị trí. Đó là sự khác nhau giữa phiên bản Tucson 1.6 Turbo và 2.0 máy dầu đặc biệt. Nhưng ưu thế của máy dầu như chúng em đã nói đó là về mạnh mẽ và tiết kiệm. Thì máy dầu thì nó vận hành nó sẽ tiết kiệm hơn máy xăng nha quý anh chị. Như phiên bản Tucson 1.6 Turbo chúng ta chạy hỗn hợp rơi vào khoảng là 9 lít trên 100 km, còn phiên bản máy dầu nó chỉ còn là 7 lít trên 100 km thôi nha quý anh chị. Thì quý anh chị cần quan tâm dòng xe Hyundai Tucson cũng như về các phiên bản cũng như về mức giá lăn bánh tốt nhất thì quý anh chị cứ liên hệ em theo số hotline phía dưới 0962 385 818. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai Ngọc An, địa chỉ 327 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau.